Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ dành thời gian nói về việc lấy silicon và tạo lại cái dáng của vòng ba. Như vậy, trong những thập niên 70, 80 thì silicon lỏng được bổ sung vào tuyến vú, được bổ sung vào cái vòng ba để làm cho vòng 1 và vòng 3 đầy đặn hơn. Trong cái việc đưa cái silicon lỏng vào vòng 3 đó thì nó đã làm cho cái mông chảy xệ và biến dạng. Chảy xệ có nghĩa là vì sức nặng của silicon nó nặng hơn cái khối mỡ, cho nên nó luôn di chuyển xuống phía dưới vùng đùi. Còn lại biến chứng có nghĩa là cái silicon đó lúc ban đầu thì nó được bao lại bởi những màng của cơ thể, nhưng khi có tuổi rồi đó thì cái silicon với sức nặng của nó phá vỡ cái màng đó và nó gây ra những cái phản ứng da, có thể là gây đỏ da, có thể là gây áp xe của vùng da đó. Cho nên trong những trường hợp đó, chúng ta nên lấy silicon và tái tạo cái dáng lại cho vòng 3. Ở đây tôi lưu ý các cái từ dùng trong cái phẫu thuật này, đó là lấy silicon ở vòng 3 và tái tạo lại cái dáng cho vòng 3. Chứ chúng ta không dùng cái từ là nạo silicon, bởi vì nạo là một cái phương án không giải quyết triệt để. Vậy thì giữa cái lấy silicon vòng 3 và lấy silicon vòng 1 hoàn toàn khác nhau. Bởi vì khi lấy silicon vòng 3 đó, chúng ta không còn mô để che phủ qua trở lại. Đối với vòng 1 thì chúng ta còn có mô tuyến, đôi khi chúng ta sẽ che phủ qua trở lại. Nhưng vòng 3 là chúng ta không lấy xuống tầng cơ được, mà chúng ta chỉ lấy giữa cái lớp mỡ, tầng cơ và da. Do vậy khi lấy silicon cho vòng 3 là một điều hết sức khó khăn và luôn để lại những cái biến dạng méo lệch. Cho nên kinh nghiệm của chúng tôi khi lấy silicon ở vòng 3 thì luôn kết hợp với việc bổ sung một lượng mỡ nhỏ trở lại để cho cái da nó không dính sát vào cái phần cơ, thì về sau chúng ta có tái tạo lại thêm một lần nữa sẽ dễ dàng và thuận lợi. Lưu ý trong trường hợp lấy silicon gây biến dạng vòng 3, chúng ta sẽ sử dụng cái đường rạch, một là ngay trên cái mép màu chậu, hai là ở mặt ngoài của cái đùi. Nhớ là đường rạch ở đùi thì nó sẽ song song với là cái đùi chứ không có rạch ngang. Rạch ngang thì về sau cái sẹo nó sẽ lớn. Và hai cái đường rạch đó chúng ta sẽ tạo một cái khoang thông với nhau qua cái việc đưa cái ngón tay vào để tạo một khoang trống ở bên dưới. Trong cái việc tái tạo vòng mông trở lại thì cái lớp mỡ chúng ta sử dụng đó, thì cái lượng mỡ đó chúng ta bổ sung lại khoảng tầm 40-50cc. Với cái lượng mỡ đó đủ để cho cái da nó không bị dính, nó không làm cho cái mông quá méo mó, để về sau chúng ta còn tái tạo lại cho khách hàng một cách thuận lợi và dễ dàng. Tóm lại, trong cái việc lấy silicone cho vòng 3 và tái tạo lại, chúng ta luôn làm hai thì. Thì thứ nhất là loại bỏ cái phần silicone đang gây cho cái mông biến dạng, có thể là chảy xệ, có thể là đang là phản ứng da, có thể là đang gây ra một cái viêm nhiễm. Và trong cái lần thứ hai thì chúng ta sẽ dùng một cái túi hoặc đơn thuần là dùng cái mỡ để làm cho cái da đừng có bị dính và làm cho cái vòng mông đừng có bị méo mó được. Thì đó là toàn bộ cái phương pháp lấy silicone và tái tạo lại vòng 3. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.